Cô gửi lời chào thân mến tới tất cả các em đã cùng quay trở lại khóa học Ngữ văn lớp 6 của trang web olm.vn. Các bạn nhỏ yêu quý, cô trò chúng mình đã cùng tìm hiểu văn bản Cây khế trong bài học Thế giới cổ tích. Bây giờ, cô trò chúng ta sẽ thực hành tiếng Việt từ văn bản Cây khế nội dung của bài thực hành tiếng việt này gồm có hai phần các em sẽ thực hành những kiến thức liên quan đến nghĩa của từ ngữ và biện pháp tu từ đầu tiên chúng ta có hai bài tập liên quan đến nghĩa của từ ngữ em hãy giải thích nghĩa của các từ ngữ in đậm trong những câu văn sau chúng ta xét lần lượt từng câu văn ở phần a nhỏ Quanh năm, hai vợ chồng chăm chút, cho nên cây khế xanh mơn mờn, quả lúc liều sát đất. Trẻ lên ba cũng với tay được. Em thử suy đoán nghĩa của từ mơn mờn và từ lúc liều trong câu văn này nhé. Xanh mơn mờn nghĩa là xanh non màu sắc tươi, còn lúc liều được hiểu là trạng thái nhiều quả trên khắp các cành. Tương tự như vậy, câu văn ở phần b. Từ đó, dòng dã một tháng trời, hàng ngày chim cứ đến ăn vào lúc sáng sớm, làm quả vợi hẳn đi. Dòng dã là thời gian kéo dài liên tục, còn vợi hẳn tức là giảm đi đáng kể. Chúng mình đã giải thích được nghĩa của bốn từ xuất hiện trong hai câu văn ở văn bản cây khế. Đến với bài tập số 2. Trên màn hình là một bảng thống kê nói về hành động của vợ chồng người em và vợ chồng người anh. Khi chuẩn bị theo chim ra đảo khi lấy vàng bạc trên đảo đầu tiên chúng mình đọc thật kỹ bảng này vợ chồng người em được nhắc đến ở ba tình huống hai vợ chồng nghe lời chim may một túi vải bề dọc bề ngang vừa đúng ba gang người chồng xách túi ra chim dạp mình xuống đất cho anh trèo lên lưng rồi vỗ cánh bay lên anh thấy hang sâu và rộng Nên không dám vào Chỉ dám nhặt ít vàng Kim cương ở ngoài Rồi ra hiệu cho chim bay về Phía bên cột vợ chồng người anh Chúng ta có Hai vợ chồng cuống quýt bàn cãi may túi Mới đầu họ định may nhiều túi Sau lại sợ chim không ưng Bèn chỉ mang một túi như em Nhưng to gấp ba lần Thành ra như một cái tay nải lớn. Người chồng tót ngay lên lưng chim, còn người vợ vái lấy vái để chim thần. Trên lưng chim bước xuống, anh ta đã hoa mắt vì của quý. Vào trong hang, anh ta lại càng mê mẩn tâm thần, quên đói, quên khát, cố nhặt vàng và kim cương cho thật đầy tay nải. Tay nải đã đầy, anh ta còn lấy thêm vàng dồn cả vào ống tay áo, ống quần, đến nỗi nặng quá phải lê mãi mới ra khỏi hang. Sau khi đọc kỹ bảng này, chúng mình sẽ thực hiện các yêu cầu như sau. Đầu tiên, em tìm các động từ hoặc cụm động từ thể hiện sự khác biệt về hành động giữa vợ chồng người em và vợ chồng người anh. Để thực hiện yêu cầu này, chúng ta kể một bảng gồm có 3 cột dọc to. Đó là sự kiện, vợ chồng người em và vợ chồng người anh. Trong hai cột vợ chồng người em, vợ chồng người anh, chúng ta sẽ gồm có hai cột nhỏ hơn đó là động từ, cụm động từ và đặc điểm của nhân vật được thể hiện qua các động từ, cụm động từ đó cô trò chúng mình sẽ so sánh hành động của vợ chồng người em và vợ chồng người anh trong ba sự việc chuẩn bị theo chim ra đảo lên lưng chim để ra đảo và cuối cùng lấy vàng bạc trên đảo khi chuẩn bị theo chim ra đảo vợ chồng người em được kể qua những động từ cụm động từ nào chúng ta có động từ cụm động từ để kể về vợ chồng người em khi chuẩn bị theo chim ra đảo chính là nghe lời chim và may một túi qua đó chúng ta thấy được vợ chồng người em là những người rất từ tốn biết điểm dừng còn vợ chồng người anh thì cuống quyết bàn cãi may túi họ định may nhiều túi từ đó chúng ta biết họ là những người tham lam nôn nóng họ nôn nóng và tham lam với những của quý mà chim hứa sẽ trả ơn họ trong sự việc thứ hai khi leo lên lưng chim để ra đảo vợ chồng người em được kể qua các động từ và cụm động từ đó là trèo trèo lên lưng họ rất ôn tồn bình tĩnh còn vợ chồng người anh đã được kể qua những động từ và cụm động từ nào chính xác trong khi người em trèo lên lưng chim rất ôn tồn từ tốn thì người anh tót tót ngay lên lưng chim qua đó cho thấy họ rất vội vã sỗ sàng và thô lỗ đến tình huống thứ ba khi lấy vàng bạc trên đảo người em không dám vào chỉ dám nhặt một ít ở cửa hang cho thấy anh rất cẩn trọng từ tốn không tham lam còn người anh thì hoa mắt vì của quý Mê mẩn tâm thần, quên đói, quên khát Lấy thêm, cố nhặt vàng và kim cương cho thật đầy Qua đó thấy được người anh rất tham lam, vô độ Đến mất hết cả lý trí Từ đây chúng ta cũng có thể rút ra được sự khác biệt Giữa vợ chồng người em và vợ chồng người anh Qua đó hiểu được sự đánh giá ngầm của người kể chuyện với các động từ và cụm động từ đã được hình thành trong bảng này em sẽ suy nghĩ và giải thích nghĩa của chúng cô trò chúng ta để ý đến hai động từ hai cụm động từ đầu tiên nhắc đến động từ tót tót có nghĩa là di chuyển lên một nơi khác bằng động tác rất nhanh gọn và đột ngột chúng ta chú ý đến động từ thứ hai cuống quýt Em hãy giải thích nghĩa của động từ này trong câu hỏi sau. Cô khen các em thực hành rất tốt. Chúng ta xác định nghĩa cuống quýt là vội vã, rối rít do bị cuống, không bình tĩnh. Cụm động từ chúng ta đã tìm được trong bài tập trên có thể kể đến đó là cụm động từ mê mẩn tâm thần tức là tâm trí, tinh thần không còn tỉnh táo hoặc quá say mê đến nỗi mất bình tĩnh. Các em cũng giải thích thêm cụm động từ nghe lời chim, tức là lắng nghe và làm theo lời chỉ dẫn của chim. Cụm động từ này được nói để kể về hành động của vợ chồng người em. Như vậy là qua hai bài tập, chúng mình đã cùng thực hành tiếng Việt về nghĩa của từ ngữ video bài giảng xin phép được dừng lại tại đây cô chân thành cảm ơn các em đã chú ý theo dõi hẹn gặp lại chúng mình trong phần thứ hai của bài học thực hành tiếng việt từ văn bản cây khế các em nhé